Hôm nay, thông tin ngành chức năng cho biết đã có kết quả xét nghiệm ADN thêm 7 thi thể trong vụ cháy karaoke ở Bình Dương. Như vậy, trong số 32 thi thể trong vụ cháy quán karaoke đã có 24 thi thể xác định được danh tính. Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể để gia đình lo hậu sự. Còn 8 thi thể đang được xét nghiệm ADN để xác định danh tính. Về tình hình sức khỏe của các nạn nhân bị thương, hiện còn 4 người đang điều trị tại 2 bệnh viện trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tình trạng sức khỏe đã ổn định. Vụ cháy đã được cơ quan cảnh sát điều tra công an khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra. Thưa quý vị, hệ thống thanh toán lệ phí tuyển sinh trực tuyến được Bộ Giáo dục và Đào tạo mở từ hôm nay đến 17 giờ ngày 13 tháng 9 để các thí sinh hoàn thành việc nộp tiền. Đây là lần thứ 3 Bộ Giáo dục và Đào tạo mở cổng thanh toán lệ phí tuyển sinh trực tuyến do còn khoảng 3% tổng số nguyện vọng chưa được thí sinh thanh toán. Hai lần trước là từ 23 tháng 8 đến 31 tháng 8 và sau đó kéo dài đến ngày 4 tháng 9. Việc nộp lệ phí xét tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ áp dụng với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Các nguyện vọng đăng ký theo phương thức xét tuyển khác phải nộp lệ phí theo quy định của trường đại học. Bộ Công Thương cho biết Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC vừa ban hành kết luận cuối cùng trong đợt rà soát cuối kỳ lần thứ 3 về thuế chống bán phá giá đối với tôm nước ấm nhập khẩu từ Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam. Do không nhận được phản hồi từ các nhà sản xuất xuất khẩu tôm nước ấm, DOC đã tiến hành rà soát nhanh trong vòng 120 ngày. Kết luận của rà soát cuối kỳ sẽ áp dụng cho toàn bộ ngành sản xuất mà không phải từng doanh nghiệp cụ thể. DOC kết luận rằng việc dỡ bỏ lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với tôm nước ấm nhập khẩu từ 4 quốc gia trên sẽ dẫn tới khả năng tiếp tục hoặc tái diễn hành vi phá giá. Do đó, DOC sẽ duy trì lệnh áp thuế chống bán phá giá với tôm nước ấm nhập khẩu từ 4 quốc gia trên. Trận mưa kéo dài từ chiều tối đến đêm ngày 9 tháng 9 khiến cho nhiều tuyến đường ở thành phố Hà Tĩnh bị ngập, phương tiện giao thông đi lại gặp khó khăn. Trong đêm, lực lượng chức năng phải đặt biển cảnh báo lưu thông qua những khu vực bị ngập sâu. Mưa lớn bắt đầu xuất hiện vào khoảng 17 giờ chiều và kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ đã gây nên hiện tượng ngập lụt cục bộ tại thành phố Hà Tĩnh. Nhiều tuyến đường bị ngập sâu như Nguyễn Du, Nguyễn Thị Minh Khai, Hải Thượng Lãn Ông. Có nhiều điểm ngập sâu từ 40 đến 50cm. Do mưa lớn dồn dập vào giờ tan tầm buổi chiều nên lượng phương tiện tham gia đông. Có một số thời điểm ách tắc đường, việc di chuyển gặp khó khăn. Để cảnh báo các phương tiện khi tham gia giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Tĩnh đã ra điều tiết giao thông, cắm các biển cảnh báo những điểm ngập sâu. Tối ngày 9 tháng 9, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ra công điện khẩn về việc tập trung ứng phó với mưa lớn trên địa bàn Hà Tĩnh. Hôm nay tại trường tiểu học Tân Tiến, thủ đô Phnom Penh, các cháu thiếu niên và nhi đồng là con em gốc Việt tại Campuchia đã rộn ràng đón Tết Trung Thu 2022, được nhận nhiều phần quà Tết Trung Thu đậm tình cảm quê hương. Tham dự buổi lễ có đại diện Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia, các mạnh thường quân, các phụ huynh và đông đảo các cháu thiếu niên nhi đồng là con em của bà con gốc Việt đang sinh sống và làm việc tại thủ đô Phnom Penh. Thay mặt cho bà con gốc Việt tại Campuchia, ông Sim Chi, Chủ tịch Hội Khmer Việt Nam đã gửi lời chúc mừng tới các cháu thiếu niên nhi đồng ở Phnom Penh nói riêng và trên cả nước nói chung đón Tết Trung Thu thật vui tươi, bổ ích. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin nước này đã long trọng kỷ niệm 74 năm Quốc khánh. Lễ kỷ niệm được tổ chức dưới chân đồi Mansu, nơi đặt tượng của Chủ tịch Kim Nhật Thành và cố lãnh đạo Kim Trương In ở thủ đô Bình Nhưỡng. Nhà lãnh đạo Kim Trương Ưn đã gửi lời chúc mừng tới tất cả người dân nhân dịp Quốc khánh. Cũng tại buổi lễ, người dân còn được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa rực rỡ màu sắc. KCNA nêu rõ lễ kỷ niệm 74 năm thành lập của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là một ngày hội chính trị trọng đại ở nước này. Các quốc gia Baltic bao gồm Estonia, Latvia, Litva và Ba Lan. Các nhà lãnh đạo nước này cho biết sẽ áp đặt các biện pháp hạn chế nhập cảnh với công dân Nga từ ngày 19 tháng 9 tới. Bốn nước tán thành quyết định hạn chế việc cấp thị thực của EU với công dân Nga là bước đi đầu tiên nhưng có ý nghĩa quan trọng hướng tới có các biện pháp mạnh tay hơn để hạn chế số lượng thị thực cấp cho công dân Nga sang Liên minh châu Âu và khu vực Schengen. Tuyên bố chung cũng khẳng định đây không phải là lệnh cấm nhập cảnh hoàn toàn và các ngoại lệ hợp pháp sẽ vẫn có hiệu lực như các trường hợp nhân đạo, thành viên gia đình, người có giấy phép cư trú, nhân viên các cơ quan ngoại giao.
Bộ trưởng Tư pháp Ukraine Malyushka cho biết nước này có kế hoạch yêu cầu Nga bồi thường ít nhất là 300 tỷ đô la Mỹ. Số tiền 300 tỷ đô la Mỹ tương đương với khối tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đang bị phương Tây đóng băng. Nga chưa bình luận về thông tin trên. Theo ước tính của trường kinh tế Kiev, thiệt hại về cơ sở hạ tầng của Ukraine sau hơn nửa năm chiến sự đã vượt 114 tỷ đô la Mỹ. Ngân hàng đầu tư châu Âu hồi cuối tháng 6 cho rằng Ukraine có thể cần tới 1,1 nghìn tỷ đô la Mỹ cho công cuộc tái thiết. Tổng thống Biden nói sẽ tới dự lễ tang nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị, song Nhà Trắng từ chối công bố chi tiết kế hoạch. Các trợ lý Nhà Trắng vào ngày 9 tháng 9 bắt đầu chuẩn bị kế hoạch tới London cho Tổng thống Biden. Các nguồn tin thân cận với vấn đề cho biết giới chức Mỹ dự định thông báo Tổng thống Biden tham dự tang lễ của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị sau khi Điện Buckingham công bố thông tin. Giới chức Anh chưa công bố ngày tổ chức tang lễ cho nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Sự kiện này được cho là sẽ diễn ra tại tu viện Westminster ở London vào ngày 19 tháng 9. Tổng thống Biden vào ngày 8 tháng 9 ký sổ tang ở Đại sứ quán Anh tại Mỹ, ca ngợi nữ hoàng Elizabeth đệ nhị là người phụ nữ vĩ đại đã định nghĩa một thời đại.